Chào mọi người đã đến với kênh YouTube TV Tổng thống 6 của mình. Thì như những video trước thì mình đã review rất nhiều khu mộ cổ của những danh thần, danh tướng Sài Gòn ngày xưa và những người giàu nhất Sài Gòn Nam Kỳ Lục Tỉnh, hay là người xây chợ Bình Tây. Và cái người giàu nhất có gần 30.000 ngôi nhà là chú Hỏ. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người biết là một khu mộ cổ rất là đặc biệt, hiện giờ thì đang nằm trong cái tình trạng là phải nói là đã bị hư hao rất là nhiều rồi, đã bị tàn phá do thời gian và cả con người. Nơi đây như mọi người thấy là đây là những khu mộ, qua những hình ảnh mọi người thấy đây là khu mộ ở Gò Véo, Vườn 2, thuộc khu phố 5, phường Bình Chưng Đông. Thì đây là một cái khu mộ uy nghi, hình chữ nhật, có niên đại trên dưới hơn 200 năm, được tán bằng hồ chớp, hồ dứa, cái loại ngày xưa mọi người. Trong số 17 ngôi mộ thì có 2 ngôi mộ từ thời Gia Long 18 và vua Tự Đức 4 là mộ của Triệt Thanh Hầu và Phạm Văn Triệt và con trai của Phủ Bắc Ninh, Phạm Duy Chinh. Như mọi người thấy đây là trong những ngôi mộ, là 2 ngôi mộ mình review là cổ nhất trong gồm 17 ngôi mộ xung quanh đây. Thì có gì mình sẽ nói sau cho mọi người biết như thế nào. Thì xung quanh những cái chỗ này thì mình đã đi quan sát rất là nhiều ngôi mộ, không phải nằm gần và nằm khoảng cách rất là nhiều. Như trước mặt mọi người thấy đây là một cái ngôi mộ hình con ngựa, gọi là mã ngựa, nếu mà thường ở quê người ta hay gọi là mã ngựa mọi người. Cũng khá là lâu rồi, mình tìm tấm bia nhưng mà tấm bia cũng đã bị phai mờ, không còn chữ gì cả. Và có một cái cây si đã bao phủ ở đây, bao quanh, nhìn nó rất là hay. Chào mọi người, thì hiện tại mình đang đứng một cái khu mộ cổ. Thì mình cũng đã tìm hiểu rất là lâu và để tới được đây phải mất một thời gian khá dài. Tại vì mình ở rất là xa, giờ lên đây mình cũng không có quen đường rồi mọi người, nên tìm và hỏi rất là nhiều người mới vào được chỗ này. Thì cũng may mắn là cũng gặp được một cái anh ở trước nhà đây. Hầu như là cái khu mộ này là nằm sau lưng nhà của anh luôn. Thì ngôi mộ này như thế nào và cái di tích như thế nào, hay là của ai và về cái lịch sử như thế nào, thì mình sẽ vừa đi vừa review và nói luôn cho mọi người biết. Thì đây là một khu mộ khá cổ rồi. Nó gồm tất cả là một cái quần thể tầm mười mấy ngôi mộ mọi người. Đó, đi sau lưng mình nè. Thì để mình xoay camera lại để review cho mọi người thấy luôn nha. Thì ở đây như thế nào thì mình cũng xin nói sơ một chút luôn về cái khu mộ cổ Gò Cái Véo. Thì những cái số ngôi mộ cổ này có lịch sử khá lâu đời và là nơi an táng của những vị quan lại có công lớn trong việc mở bờ cõi nước Nam vào thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18. Thì khu mộ này cũng là đang và được khoanh vùng, lập hồ sơ để vào di tích lịch sử năm 2002. Thì bây giờ cũng đã lập vào di tích lịch sử rồi mọi người. Tuy nhiên theo quan sát thì mình thấy thì bị hư hại quá nhiều, bị xâm phạm kể cả những cái người xung quanh luôn. Có cái ngôi mộ này mọi người muốn tìm thấy, hay là những YouTuber nào muốn thấy thì hãy đi trên con đường Võ Chí Công, dễ vào đầu đường số 5 thì sẽ thấy ngôi mộ này, nhưng mà phải chạy vô hẻm nha mọi người. Thì trước khi đi review xung quanh đây thì mình cũng đã hỏi một số người xung quanh đây. Khu mộ này thì thật ra đã rất lâu đời rồi và cũng được công nhận vào di tích lịch sử cũng trong những năm gần đây, và cũng có thờ cúng đàng hoàng, như là mình biết được là cũng là tầm tháng 11 hay là tháng 2 âm lịch. Và ở nơi đây thì cũng được có người quét dọn rất sạch sẽ, như mọi người thấy là có bình bông nè, có chân nhang đèn và bánh trái cúng. Có một điều là xung quanh đây là trước đã xảy ra những cái nạn như là đào chợ mộ, có như mọi người nha. Thì mình có hỏi một số người lớn tuổi thì họ kêu là trước là có một vài ngôi mộ đã bị đào trộm để mà tìm những cổ vật, nhưng mà không có, thật ra những ngôi mộ của những vị tướng thì không có nhiều cổ vật và không có những cái gì tài sản như mọi người nghĩ. Tại vì đây là những vị tướng vào đây để khai phá đất miền Nam, cũng là trong những vị quan thần, nhưng mà khi chôn người ta chỉ có là mộ mã nghiêm trang đàng hoàng, gọi là bề thế thôi, chứ thật ra trong thì cũng không có gì đâu. Thường là những người Việt của mình không biết là các bậc vua chúa như thế nào, nhưng mà các bậc danh thần hay công thần thì mình có đọc những tư liệu hay là coi những khai vật những ngôi mộ cổ thì hầu như không có cái gì vi báo nhiều, hầu như là không có. Nên đây cũng là một thông tin để dành cho những người đào những ngôi mộ đó, cũng đừng mất công vào đào, làm gì là nó rất phí phạm và nó phá hoại những cái công trình cổ rất là đẹp.
Và bây giờ mình đang đứng phía sau mọi người, do ở đây gió rất là nhiều nên cái tiếng hù hù sẽ có, mình bắt buộc là phải vừa quay có khúc mình nói thì có khúc mình cũng phải lồng tiếng lại để cho mọi người nghe mới rõ. Thì đây là cái tấm bia này, phía sau ngôi mộ thì tấm bia này còn, nhưng mà chữ thì thấy cũng mờ mờ mọi người, nó có chữ vẫn còn nha, nhưng mà rất là khó đọc tại vì nó mờ hết rồi. Ở đây thì tuy là đưa vào cái di tích lịch sử nhưng mà chỉ có người quét dọn thôi, nhưng mà còn chăm sóc hay trau chuốt thì cũng không thể nào ấy được, tại vì nó quá lâu và mình thấy đã xuống cấp trầm trọng rồi. Và mình cũng xin nói thêm là những khu mộ cổ ở Việt Nam mình bây giờ còn rất là hiếm, và nhất là khu vực Việt Nam thì do là cái đô thị hóa và xuống cấp về cái thời gian nó tàn phá rất là nhiều. Và mình xin một điều và mình cũng xin nói thêm là những khu mộ như thế này hầu như là không có cái gì gọi là đồ cổ nhiều hay là cái gì nó quý báu theo cái vật chất khi người bắt người ta chôn cùng đâu mọi người. Mình nói đây là để cho những người đào mộ cổ người ta biết được, tại vì khi mà cái quận 2 này người ta trước là đã đào 8 ngôi mộ rồi, nhưng mà chỉ thu được có một số chén bát vật dụng gọi là tư nhân thôi, chứ cũng không có cái gì là cổ cả. Nên cũng rất mong là những người đó tránh bớt những cái sai phạm là đào và phá hủy đi những cái di tích lịch sử nó còn sót lại. Như mọi người thấy là đây là một ngôi mộ, trong hai ngôi mộ của hai cái vị quan của triều Nguyễn nè, là lớn nhất, chứ còn xung quanh là tới mười mấy cái lận, nhưng mà mình không có thời gian mà để quay hết được. Nhưng mà nhìn tổng thể thì cũng đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Tấm bình phong là bên đây là chữ cũng không còn luôn. Và đây là cái ngôi mộ của ông đang nằm. Xây nếu mà thời ngày trước là dưới đây chắc là rộng lớn và rất là đẹp. Giờ là rêu xanh bao phủ rồi. Những cái rễ cây cổ thụ đã bám xung quanh ngôi mộ rất là nhiều. Thì vừa rồi mình đã review sơ qua hai ngôi mộ. Thật ra ở đây có một quần thể tới 12 ngôi mộ, nhưng mà nằm rải rác, chứ không có giống như trên tư liệu mà mình coi, thì không biết là nó như thế nào hay là mình chưa có đi hết hay không. Thì nãy giờ mình đi nguyên một khu vực ở đây rồi, trong vòng mang kính khoảng gần 500 mét đổ lại. Thì nó thấy mình thấy đây là hai ngôi mộ gần như là khá lớn nhất. Thì trải qua bao nhiêu lâu rồi thì đương nhiên cái thời người ta mất là khá xa, nên không có giống như những cái ngôi mộ cổ mà mình quay lúc trước, là như các bạn thấy là tất cả là đã bị hư mục nát rồi. Những cái chữ hoa văn cũng không còn trên cái bức bình phong nữa. Và như mọi người thấy là đây là dông rêu đã bao phủ rồi. Thì mình biết là tới mười mấy ngôi mộ, nhưng mà tới đây thì thấy hai cái chính là hai cái lớn, còn mấy cái kia là nằm rải rác xung quanh luôn, nên khó thể nào mà thu gom lại để ấy được, tại vì có nhiều chỗ mình chưa biết hết mọi người, đi phải hỏi rất là lâu mới tới được nơi đây. Thì nãy giờ mình cũng đã review sơ cho mọi người thấy đó, như ngôi mộ bên đây mình vừa xong, và phía bên đây là mình cũng đã review sơ rồi, nhìn rất là đẹp. Nơi đây thật ra là rất là khó kiếm để vào đây, thật sự nói rất khó kiếm, tại vì nằm trên con đường rất là hẻo lánh và phải vô phía sau có một ngôi nhà đó, mà đường thì không dễ đi đâu mọi người, đường sỏi đá không à. Ở như mọi người thấy bao nhiêu năm rồi thì vẫn còn như thế này, của những người trước. Thì mình nghe nói là tới tháng 2 hay là gần Tết gì đó là có hai lần tới đây cúng, thì người ta tới đây cúng rất là đông. Thì bên kia có tấm bảng đó nữa, mình sẽ tới đi review cho mọi người thấy luôn. Thì như các bạn thấy là một trong những ngôi mộ đây là những bức bình phong á là đã bị mờ hết rồi, đã bị mai dấu thời gian lủng lỗ rồi, nó không còn được như xưa nữa. Thì trải qua bao nhiêu năm rồi thì đương nhiên nó không còn ấy với lỡ. Cái điều ở đây là bị ngập nước mọi người, phía sau toàn là nước thôi. Và xung quanh đây thì mình thấy vẫn có thờ cúng đây mọi người, thấy không, xung quanh đây vẫn có thờ cúng, có như là bánh trái này, nhang đèn hoa quả. Thì mình biết chắc là lâu lâu chắc có người tới chứ không phải là bỏ hoang, nhưng mà mình nghĩ đây không phải là bà con dòng họ, mà là những người có thể là người ta giữ những ngôi mộ này
hay là một cái gì đó trong cái ban lễ hội đó, người ta sẽ biết ra đây giống như là một cái vị tướng hay gì đó, thì như mình nói thì sẽ tới để mà dân. Thì ở đây là gồm những cái vị tướng thời nhà Nguyễn, mọi người. Thời nhà Nguyễn, vua Gia Long còn nằm đây. Để quay những khung cảnh thế này á, thì nếu mà đẹp nhất và muốn chân thật nhất á, thứ nhất là phải đầu tư máy và mic tại đây gió rất là ồn. Hai nữa là như đưa điện thoại thì các bạn thấy không? Cái tầm ngắm á, thì nó không thể nào bao quát được hết toàn cảnh của khu mộ nên rất cần thiết. Thì mình sẽ tới ngay chỗ này, vị trí này là để thường mọi người sẽ cúng kính ở đây nè. Thì mình đọc sơ qua cho mọi người biết luôn. Chà, đi quay kiểu này mà đi như chụp hình quay phim mọi người á, cảnh hồ giấy nè, thôi đẹp lắm các bạn chứ. Như mọi người thấy là đây là có một cái tấm bảng di tích lịch sử khu mộ cổ Gò Béo. Bây giờ và đây cũng có một ngôi mộ nè bằng đá tổ ong. Thì ngôi mộ này mình nghĩ cũng mới thôi chứ cũng không có lâu gì hả? Bằng đá tổ ong nha, mới nhưng mà không cho đây thì bia rồi chỉ có nó còn gì thôi chứ không có cái dòng chữ nào nữa cả. Đó thì đây là tổng quan cái khu mộ cổ Gò Véo ở quận 2. Và còn rất nhiều cái mộ nữa nằm xung quanh nha mọi người nha, chứ không phải là nằm gần hết khu một chỗ. Và phía chính giữa đây thì giống như xây một cái mái lên đó để chủ yếu là thờ cúng đồ, người ta sẽ đặt lễ vào đây. Ở đây khá lâu rồi, năm 2018. Ở đây là một vị đại thần nè, ta để nè, ngày 16 tháng 2 Âu Lạc thì sẽ cúng ở đây, tức là ngày 16 tháng 2 âm lịch đó mọi người. Thì đây có cái bảng nè, lịch sử khu mộ Gò Véo. Khu mộ Gò Véo là một quần thể tọa lạc tại khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, quận 2. Quần thể mộ được lập hồ sơ di tích vào năm 2002 đến nay, gồm 17 khu mộ, 8 hợp chất ô dứ, 9 ngôi mộ có hình chữ nhật, 2 ngôi mộ còn lại là có tường bao quanh. Đây mọi người thấy. Thì đây là có 2 ngôi mộ từ thời vua Gia Long 18 và vua Tự Đức, là ngôi mộ của ông Triệt Thanh Hầu và Phạm Duy Chinh. Thì hai ngôi mộ mình review cho mọi người thấy là có lẽ là của một là của ông Phạm Văn Triệt, và phía bên đây là của ông Phạm Duy Chinh, là hai danh thần của thời vua Gia Long và vua Tự Đức. Cái khu mộ được cây cối rồi cái bao phủ hết, rất là đẹp. Dòng thời gian nè, thấy có tường rêu xanh nè. Thì tuy là vẫn được bảo tồn và công nhận di tích lịch sử nhưng mà do thời gian thì cũng đã làm hư hao rất là nhiều rồi, nó không còn được nguyên vẹn nữa. Như mọi người thấy nè, là cái tấm bức bình phong ở trước là đã lủng lỗ lủng hang hết rồi, thấy không, xuyên thấu qua bên kia luôn, bao bị bể nát hết rồi, còn cái hình thù ấy thôi. Và một góc của ngôi mộ cũng đã bị nghiêng đấy, một góc ngôi mộ cũng đã bị nghiêng rồi. Thì cái video này của mình cũng đến đây kết thúc của mọi người. Thì đó là một số khu mộ cổ là mình muốn quay lại để review cho mọi người biết thêm, và mình cũng muốn giống như một cái gì đó tổng thể trên cái kênh của mình luôn, là tập hợp những khu mộ cổ nổi tiếng của Việt Nam. Rất tiếc là kênh mình rất là nhỏ và đi chưa hết được mọi người, tại vì thật ra một cái kênh như mình đã làm không có tiền, nhiều người nghĩ là rất là nhiều tiền, thật ra là kênh mình rất là nhỏ không bao nhiêu tiền đâu,
mà muốn để đi để review nhiều cho mọi người biết đó, thì phải là kênh rất là lớn nha, phải thu nhập rất là lớn. Chứ còn như đây là chủ yếu là đam mê thôi mọi người, chứ thật ra rất là cực khổ. Nhất là các bạn mà đi review xa đồ như những kênh lớn, ví dụ đi đêm hôm đi review ma rồi những ngôi nhà ma cho các mọi người nghe, mọi người xem á, rất là cực. Thực sự mà nói trong cảnh mới biết mọi người, chứ không sung sướng gì đâu. Thì lúc nào mình có điều kiện hơn, mình sẽ sắm sửa máy quay đàng hoàng và đi xa hơn để tìm hiểu nhiều cái hơn, để gửi đến cho mọi người biết được một cái gì đó di tích lịch sử của Việt Nam mình. Và những người mà người ta không thể nào có điều kiện để đi được, tức là lớn tuổi rồi mọi người. Tại vì coi này hầu như là chỉ có những người lớn tuổi thôi, cô bác rồi những người bác người ông lớn thôi đó. Chứ còn giới trẻ bây giờ người ta không còn đam mê những cái gì cổ nữa. Thì đó, đây là cái khu mộ cổ của những người danh tướng thời nhà Nguyễn nè. Video mình cũng xin kết thúc tại đây luôn. Rất là nắng mọi người, và đi một đoạn đường rất là xa, đi vô tìm đây rất là khó, tại vì xung quanh nó là công ty bao phủ, nơi cái kho container nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.